Hải đang phát sinh chào bạn. Sau đây Hải đang phát sinh giới thiệu các bạn cần lưu dây máy đứng nó đi. Cần này hai ngọn các bạn nhé. Cần chiều dài 21. Khuyên cái chân khuyên một chân. Cứng ML, chất liệu carbon nữa. Đấy. Đường kính 7 ly, trọng lượng lưu đê từ 6 đến 28 gram, tải 20 IB. Đây, khuyên đế 3 đấy. Cái bát này làm bằng carbon các bạn nhé, carbon 3D đấy, carbon nó bi. Cần máy đứng. Đây, đốt ngọn này. Đốt ngọn là 2,5 ly các bạn. Đầu đây là đầu alo đấy. Quen đấy. Quen một chân. Hai ngọn rất ưu việt các bạn, là có một ngọn sơ cua. Vừa rồi Hải đang phát sinh để giới thiệu các bạn là cần nót bi lưu dê. Hải đang phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.